Đôi dòng lịch sử hình thành và phát triển giáo họ Vĩnh Lại. Một, vị trí địa lý. Giáo họ Vĩnh Lại trực thuộc giáo xứ Đại Lại, nằm trên địa bàn thôn Vĩnh Lại, xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, cách tòa tổng giám mục Hà Nội khoảng 105 km. 2. Lịch sử hình thành và phát triển giáo họ Vĩnh Lại. Theo dòng lịch sử của các bậc tiền nhân truyền lại, vào đầu thế kỷ 20, khi cha cố Giuse Hoàng Quốc Tuấn nhận bài sai của Đức Giám mục Giáo phận về coi sóc đoàn chiên giáo xứ Kẻ Đại, khi đó ngài về làm cha phó sứ giúp cha Già Tường. Ngài được cha sứ cử sang giáo họ Vĩnh Lại làm tuần đại phúc. Thời bấy giờ, nhà thờ của giáo họ Vĩnh Lại đang là nhà thờ bằng gỗ, không có tài liệu nào viết lại thời gian xây dựng và hạt giống đức tin nảy mầm đầu tiên của giáo họ Vĩnh Lại bắt đầu khi nào. Nhà thờ trông rất hoành tráng, các cột và khung nhà thờ đều được sơn son, riêng bàn thờ thì được sơn son thiếp vàng. Cửa chính nhà thờ được chạm khắc công phu bốn chữ Vạn Tuế Vĩnh Lại. Số giáo dân họ Vĩnh Lại rất đông đúc, khoảng 1.700 nhân danh, được chia thành hai giáp, thượng giáp và hạ giáp. Mà nhà thờ lại nhỏ bé chật chội, nên cha già cố Giuse có ý muốn xây dựng lại một ngôi thánh đường rộng rãi khang trang, to đẹp theo kiến trúc kiểu Tây Âu. Các cố và mọi người trong giáo họ vui mừng phấn khởi. Thế là ngôi thánh đường cũ của giáo họ được chuyển cho một giáo họ lẻ thuộc giáo xứ Bói Kênh ngày nay. Năm thứ 9 của thế kỷ 20, giáo họ Vĩnh Lại tiến hành khởi công xây dựng ngôi thánh đường mới trong muôn vàn khó khăn về kinh tế thời cuộc lúc bấy giờ, nên phải đến 12 năm sau mới xây dựng hoàn thành được ngôi thánh đường khang trang rộng rãi để cộng đoàn giáo họ sớm tối đến đọc kinh, tham dự các nghi thức phục vụ của giáo hội. Ngày 25 tháng 8 năm 1953, khi cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp đang diễn ra, ngôi thánh đường giáo họ Vĩnh Lại đã bị bom đạn tàn phá làm cho nứt nẻ, xuống cấp trầm trọng và có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Lúc này, chiến tranh loạn lạc, người ở lại, kẻ chạy trốn bom đạn, làm cho số giáo dân trong giáo họ Vĩnh Lại sụp đổ nhanh chóng số nhân danh. Nhưng với đức tin kiên trung, khi hòa bình vừa lập lại, cộng đoàn giáo họ đã nhanh chóng cùng nhau tu sửa lại ngôi thánh đường sạch sẽ, khang trang để sớm tối cùng nhau đọc kinh cầu nguyện. Nhưng, kính thưa cộng đoàn, một lần nữa Thiên Chúa lại thử thách đức tin con dân giáo họ Vĩnh Lại. Năm 1986, với sức tàn phá khủng khiếp của cơn bão số 5, nhà cửa ruộng vườn bị san phẳng hoàn toàn. Trong đó, ngôi thánh đường giáo họ Vĩnh Lại cũng bị đổ sập và chỉ còn trơ trọi lại cây tháp chuông. Lúc này, đạo Thiên Chúa vẫn bị cấm cách, ngăn sông cách chợ. Cha quản sứ Giuse Nguyễn Văn Yến là giám mục giáo phận Phát Diệm sau này cũng không được thường xuyên lên cử hành thánh lễ và coi sóc giáo xứ. Một giáo họ neo người, kinh tế thì khó khăn, nhưng nhờ sự quan phòng của Thiên Chúa, bà con trong giáo họ và các ân nhân trong Nam cũng như hải ngoại cùng hợp sức hợp lòng xây dựng lại ngôi thánh đường trong muôn vàn khó khăn của kinh tế, miệt mài lao động vất vả. Vào năm 1989, sau gần 3 năm xây dựng,
ngôi thánh đường được hoàn thành trong bình an, trong niềm vui hạnh phúc dâng trào của bà con trong giáo họ. Kính thưa toàn thể quý cộng đoàn, trải qua gần 30 năm sử dụng với nguyên vật liệu chủ yếu là vôi cát, ngôi thánh đường Vĩnh Lại đã xuống cấp, hư hỏng theo thời gian. Mưa nắng bên trong nhà thờ rột nát, cũng gần như ngoài trời. Tiếng kinh chiều được hòa quyện vào những giọt mưa rơi, tiếng gió rít lùa qua khe ngói, đan xen vào những bản thánh ca du dương trầm bổng của ca đoàn. Thấu hiểu nỗi niềm của giáo dân Vĩnh Lại, được sự chấp thuận của bề trên giáo phận, được sự quan tâm lo liệu của cha nguyên chính xứ Francisco Nguyễn Văn Xuân, quý cha bản hương, cũng như tất cả là sự đồng lòng trong đức tin cậy mến của giáo dân trong giáo họ, ngày 13 tháng 1 năm 2018, cha nguyên chính xứ Francisco Xavier, quý cha bản hương và cộng đoàn giáo họ Vĩnh Lại chính thức khởi công xây dựng lại ngôi thánh đường mới trên nền móng đá cũ. Trong suốt gần 4 năm xây dựng ngôi thánh đường, dù bận rộn với công cuộc mưu sinh, nhưng tất cả mọi thành phần dân Chúa trong giáo họ đều không quản ngại khó khăn, vất vả, cùng chung lòng, chung sức, đoàn kết, luân phiên nhau lao động hăng say, hỗ trợ với các tổ thợ để ước nguyện ngôi thánh đường sớm được hoàn thành. Bên cạnh đó, giáo họ cũng vui mừng được đón nhận những tấm lòng hảo tâm của các vị ân nhân, thân nhân, của tất cả con dân giáo họ đang lao động, sinh sống nơi khắp mọi miền của Tổ quốc, trong nước cũng như hải ngoại, cùng hướng về công trình xây dựng nhà Chúa. Để hôm nay, ngày 9 tháng 5 năm 2022, cộng đoàn giáo họ Vĩnh Lại chúng con được sự quan tâm, lo liệu của cha xứ An Tôn Phạm Văn Giảng, cùng hân hoan vui mừng chào đón Đức Tổng Giám Mục Du Xe, vị cha chung của Tổng Giáo Phận Hà Nội, về cắt băng khánh thành, dâng thánh lễ tạ ơn và làm phép ngôi thánh đường. Sau gần 100 năm mong chờ ngày hồng phúc này, ngày mà trải qua 3 lần xây dựng nhà thờ trước đây, giáo họ chúng con chưa một lần được tổ chức thánh lễ tạ ơn và làm phép ngôi nhà thờ trang trọng như hôm nay. 3. Các chứng nhân tử vì đạo giáo họ Vĩnh Lại. Vào thời kỳ vua Tử Đức bách hại gắt gao đạo Công giáo, giáo họ Vĩnh Lại có nhiều tín hữu và thầy giảng đã hy sinh mạng sống vì đạo Chúa. Các chứng nhân tử vì đạo thuộc giáo họ Vĩnh Lại, giáo xứ Đại Lại, Tổng Giáo phận Hà Nội đã được Đức cha Phêrô Maria Đông chuyển hồ sơ sang tòa thánh xin phong thánh vào năm 1927. Các ngài là những chứng nhân can trường, hoa trái của đức tin và là niềm tự hào của giáo hội. Danh sách các đấng tử vì đạo giáo họ Vĩnh Lại như sau: 1. Chú Gioan Vũ Văn Hoành, thầy giảng, ngày xử án 24 tháng 5 năm 1862, nơi xử án Nam Định, hình xử đi sát. 2. Ông Ngoạn, thành phần giáo dân, ngày xử án 31 tháng 5 năm 1862, nơi xử án Nam Định, hình xử bỏ trôi sông. 3. Ông Văn Tự, thành phần thầy giảng, ngày xử án năm 1861, nơi xử án Nam Định, hình xử băm lương. 4. Ông Văn Vĩnh, thành phần thầy giảng, ngày xử án
năm 1862, nơi xử án Nam Định, hình sử Sử Giảo. Năm ông Miên thành phần giáo dân, ngày xử án 31 tháng 5 năm 1862, nơi xử án Nam Định, hình sử bỏ trôi sông. 4. Ơn gọi linh mục và tu sĩ giáo họ Vĩnh Lại, tiếp nối truyền thống tốt đẹp của các bậc tiền nhân đã gây dựng, gìn giữ và để lại, nhiều người con của giáo họ đã đáp lại lời mời gọi của Đức Giêsu, sẵn sàng dâng hiến đời mình cho Chúa và phục vụ tha nhân. Từ những năm đầu thế kỷ 20 cho đến ngày hôm nay, giáo họ đã có nhiều người con làm linh mục, tu sĩ nam nữ, sống và phục vụ tại nhiều giáo phận của Việt Nam cũng như tại Pháp, Hoa Kỳ, cụ thể như sau. Trước năm 1954, một linh mục Du Xe Lễ làm linh mục tại giáo phận Phát Diệm. 2. Linh mục An Tôn Vũ Bá Nghị, dòng tiểu đệ Chúa Giêsu linh mục. 3. Sư huynh La San Phê Rô Hoàn. 4. Sư huynh La San Phê Rô Nguyên. Sau năm 1954, một linh mục Du Xe Hướng, dòng Chúa Cứu Thế. 2. Linh mục Du Xe Thăng, dòng Ngôi Lời tại Hoa Kỳ. 3. Linh mục Du Xe Phạm Minh Triệu, tổng giáo phận Hà Nội. 4. Linh mục Francisco Xavier Phạm Văn Tuấn, giáo phận Oron County, Hoa Kỳ. 5. Nữ tu Maria Phạm Thị Hải, dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất Bắc Ninh. 6. Nữ tu Maria Trần Thị Thục, dòng Phaolô. 7. Nữ tu Maria Vũ Thị Mười, dòng Phaolô tại Pháp. 8. Nữ tu Maria Vũ Thị Mai, dòng Đa Minh Thái Bình, Hố Nai. 9. Nữ tu Maria Phụng Thùy, tu hội Bác Ái Thánh Vinh Sơn Đà Lạt. 5. Lời kết. Nhìn lại đôi nét dòng chảy lịch sử hình thành và phát triển giáo họ Vĩnh Lại, chúng con nhận thấy được bàn tay quan phòng Thiên Chúa đã tác tạo nên một cộng đoàn thật tốt đẹp. Từ đây, lịch sử của giáo họ bước sang một trang sử mới, với ngôi thánh đường khang trang sạch đẹp, đang vươn mình giữa vùng quê yên ả thanh bình. Chúng con cảm ơn quý vị ân nhân xa gần, trong cũng như ngoài giáo xứ, trong nước cũng như hải ngoại. Nhờ quý vị cùng cộng tác mà giáo họ chúng con phát triển một cách mạnh mẽ cho tới ngày nay. Nhờ lời chuyển cầu của hai thánh quan thầy Phêrô và Phaolô, nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót tuôn đổ muôn ơn lành xuống cho quý ân nhân. Những người còn sống, nguyện xin Thiên Chúa gìn giữ để quý vị luôn trung tín với Ngài. Những người đã qua đời, nguyện xin Thiên Chúa mở lượng nhân từ, sớm đưa về hưởng nhan Thánh Chúa. Kính xin quý đấng bậc và toàn thể quý cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho giáo họ chúng con, để nhờ ơn Chúa giáo họ chúng con luôn thăng tiến và phát triển trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Chúng con xin tạ ơn Thiên Chúa. Thank you.
sông nước rì rào, ngọt ngào tiếng hát quê hương. Quê hương trọn tình, ai đi xa mà không nhớ mẹ cha. Quê mình khang trang đôi mây từ đây, thánh đường thương vang chung lời kinh sớm chiều. Hân hoan cảm tạ vì tình Chúa đã thương ban cho mọi người hồng ân Thiên Chúa muôn vàng. Dâng lời cảm tạ tình thương Thiên Chúa khứng ban, đã cho con sinh ra lớn lên trên mảnh đất này. Tự hào người con giao Thiên Chúa tình thương. Phúc tiên nhân quê hương đẹp ngời, xin dâng lên ngàn khúc hát ta. Tháng ngày xa quê ước muốn trở về, kỷ niệm thân thương nghĩa tình say ấm lòng. Hôm nay trở về lòng đầy cảm xúc thân thương, chung xây họ đạo một lòng kính Chúa yêu người. Dâng lời cảm tạ tình thương Thiên Chúa khứng tình thương, tự hào người con.